có điểm yếu xe tăng kìa. Sao làm sao để phá được cái xe tăng ở 6 đít của nó không ạ? Take the high road. You can spot targets quickly. No going back now. Getting cold feet? What? In this heat? Hardly. I can see plenty of work for a sniper. Good. Thấy đồng đội mình mà. Biết rồi, tôi thử cảnh giác ở đấy không? Có bác hộ mình ấy. Thì ngon à. Úi dồi. What the fuck? Cái cổ mẹ cái khẩu lục mày, cái tâm nó giãn đéo bắn trúng được luôn. Cái không mát nữa hả? Cái sao vậy? Ôi sao. Tôi thấy hơi màu cực kỳ ấy. Ui, chết rồi. Ô thằng kẹo bắn nhỉ. Mẹ bọn ấy xà mà bắn xa mà bắn rồi.
bắt cả nổ súng ngoài. Mấy cái video nó bắn nó chuyển xuống mình không xa quá, không có hội bắn trộm nó luôn. Nó chết nó rồi à? Chưa đai. Cái xe ạ? Bắn chết thằng cầm súng. Đã giết được, chưa? Bây giờ mới chết này. Bóp xít thôi à? Xe nó chạy mất rồi. Nó mất mất thằng bắn súng ở trên, chạy luôn rồi. Ai chạy nhiều nhỉ? Mình tìm là khác. Uột. Uột. Chạy luôn đi ông ơi. Game có độ giải trí. Ủa, xe đang quay lại kìa. Nó có. Nó thằng lái thằng cầm súng hay sao ấy. À cái xe này bây giờ có cái gì đâu, làm gì còn cái thằng ấy nữa. Rồi, tôi biết cái mặt xe tăng rồi. Cái này là cái xe ấy, chẳng phải là cái xe tăng. Na. Hết rồi các bạn.
giết rồi. Regroup, giờ này với thằng kia Brown. Ủa, thằng này bị bắt rồi. Xong rồi. You were right. You see? Didn't I tell you? Ủa, sao? Xong. Xong. Đi à? Cho giờ tay cơ. Xe tăng ở đâu ấy? Đây là chỗ tôi không ạ? Ơ, không có Daniel Mai phát này luôn. Không có Daniel Mai không? Ủa? Tôi giết được cái thằng lái xe rồi. Hò đầu qua mặt. Móc đít nó, cứu. Đít đó. Bắn vào đâu? Ủa. Cái xe kia có một cái điểm yếu sâu đít, tôi nghĩ cái xe tăng này cũng thế, để tôi ra xem nào. Dù có đai đeo mai, giết thì quá rồi này. Đây rồi, điểm yếu ở đây rồi không ạ? Đấy gì đấy? Xong rồi. Xe tăng chống đằng kia có một cái lỗ ở 6 lít nó quắn ở đấy rồi. Ôi nó chạy hết ra kìa, nó chạy hết ra kìa ông ơi. Hài vãi nồi. Chạy thêm kìa, chạy thêm ra kìa. Mày chạy, ai cho mày chạy. Hai vậy. Nổ đi, nổ. Có thằng nào không? Hết rồi. Nó làm gì mà nó chạy hết xong rồi mẹ bọn kia nó chạy hết ra ngoài đấy. Đây này ở giữa cái xe, cái đít xe tăng có một cái lỗ lưới lưới bắn vào đấy để đục ra cái bình xăng của nó ạ. Lúc nãy đầu map, trước khi vào map này nó hướng dẫn cách phá xe tăng ấy.
không ngon thì không ngon thì cái bản 4 ạ, bản nó khe chết bé nó thằng lái là xong. Xa thế này. Có cái xe ấy đấy. Xe gì? Xe điểm. Xe này cũng thế, cũng điểm yếu sau đít. Nhưng mà cái xe đấy mình chỉ biết thằng cầm súng máy thôi được. Ui, thằng gì à? Ui. Ui, thằng này bắn luôn. Sao tôi không leo được trên lên đấy nhỉ? Không bị ken với cái sát thằng đấy. Sao thằng bên này này? U nó móc, nó móc. Nó móc luôn. Ui. Ui, có thằng luôn. Ủa gì ngắm gì đây? GEVKR3 mới à? Tìm gì đây? Giết hết mấy thằng phóng thủ. Mở kem, mở kem, mở kem. Úi dồi, còn chưa, nó mở cả. Để được đọc phim.
cái gì không? Đây rồi. Rechip body ở thằng kia, nhặt xác nó. Ui dồi. Kích cầm. Trời xả mãi vất, bóc chân cũng mất máu luôn. Thì lượng sao thằng kia ạ? Ủa sao đỏ rực này? Ui giời, chôn luôn. Quả đen cho anh cứu được. Cống hiến cho mình một map, xong map sau là gì ạ? Ui giời, hết rồi. Gouching Tiger Hidden Battle. Kinh không? Kinh tăng.